Chúng mình cùng vào phần đầu tiên. Các con ạ, cm vuông chính là đơn vị để đo diện tích. Ngoài đơn vị mét vuông mà chúng mình đã được học rồi, thì cm vuông cũng là một trong những đơn vị dùng để đo diện tích. Và cm vuông được viết như thế nào? Cm vuông khi ta đọc như bình thường, chỉ có điều kết thúc ta đọc là vuông. Cô nghe cô đọc lại. Cm vuông. Khi nào được gọi là diện tích của một hình có tính đơn vị là cm vuông thì các con hãy cùng quan sát. Cô có một hình vuông. Hình vuông này có cạnh là 1 cm vuông. Vậy diện tích hình vuông này sẽ bằng bao nhiêu? Diện tích của hình vuông này chính là 1 cm vuông đấy các con ạ. Như vậy, 1 cm vuông chính là diện tích của một hình vuông có cạnh là 1 cm các con nhé. Cô nhắc lại, cm vuông là diện tích của hình vuông có cạnh dài 1 cm. Cm vuông viết tắt là cm và có số 2 ở phía trên và ta đọc là cm vuông. Đơn vị đo độ dài cm thì các con chỉ ghi cm, còn khi có đơn vị đo diện tích thì các con phải ghi số 2 ở trên đỉnh, gần sát đỉnh ở bên phía bên phải của chữ m các con nhé. Cô trò mình cùng tiếp tục tìm hiểu và cùng thử tài với cô. Vậy thì bây giờ cô có một hình vuông. Cạnh của hình vuông này là 2 cm. Đố các con biết diện tích hình vuông này sẽ là bao nhiêu cm vuông? Có ai nghĩ ra không? Và chúng mình hãy cùng lắng nghe cô giải thích nhé.